Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming nha. Và Dư Khải chúc anh em xem video vui vẻ mời. Ở video này thì Khải sẽ soi đồ của cao thủ thiên hạ vô tình cho anh em xem. Và lúc nãy thì Khải Tống Kim tranh giành top 3 với ổng á. Ổng được top 2, Khải top 3. Mình dưới lại một ạc gì nữa tranh top 2, 3, 4 á. Mà được top 3 thì cũng được phi phong thôi. 2, 3, 4, 2, 4 thì không được gì hết. Hơn là Khải được top 3 anh em. Rồi ok. Chúng ta cùng xem xét đồ của cao thủ này thì như thế nào nha. Hôm trước thì anh em cũng biết rồi, thiên hạ vô tình là một cái băng mà một ạc cái băng anh em. Nhưng ở lần này thì ảnh bán ạc cái băng rồi. Bán ạc cái băng rồi. Chơi vạc đường môn anh em, chơi vạc đường môn nha. Bán ạc cái băng rồi. Bây giờ anh đang chơi ạc đường môn. Nói chung là nhiều anh em hỏi là đổi phái, không phải đổi phái nè. Tại vì cái tên nó giống vậy thôi, tại vì đổi tên được. Nhưng mà không đổi phái được. Phái thì ví dụ ảnh chơi cái băng á, ảnh bán ạc cái băng đi. Xong rồi ảnh mua lại đường môn. Rồi anh em cùng xem xét đồ của đường môn như thế nào nha. Đầu tiên thì anh em cũng đã thấy thì sở hữu của ngựa Thối Phiến Tây Vực, sinh lực 1000 máu. Đó, con ngựa này con ngựa độc của anh ta từ đầu server đến giờ. Anh em có xem từ đầu anh em cũng biết. Con ngựa này độc quyền anh em. Đó, 1000 sinh lực, server chỉ có 1 đến 2 con thôi. Con ngựa này thì ở đầu server khoảng hơn 30 triệu anh em. Ở server khoảng hơn 30 triệu nha. Rồi ok cò nha em. Anh vừa nhận em được 66k 66 đồng nha em ơi. Cảm ơn em rất nhiều nha. Cảm ơn em vừa donate anh top 3 ra rất nhiều nha. Rồi, con ngựa này hơn 30 triệu nè anh em. Con ngựa mà 500 máu á thì nó đã tầm 22 23 triệu rồi anh em. Con ngựa này nó hơn 500 sinh lực nữa. Nó độc hàng là chỗ đó đó anh em. Rồi, tiếp tục đến một set đồng bang. Set đồng bang này là như Khải nhìn sơ qua thì set đồng bang này là set đồng bang của anh Mão anh em. Set đồng bang của anh Mão á, tại vì anh này set cái bang rồng của anh á, anh bán lại cho anh Mão á, rồi anh mua lại cái set hồng bỉ này của anh Mão này. Đó, nhìn sơ qua là Khải biết set này của anh Mão rồi. Phải biết phải của anh Mão, Khải thấy khá là giống. Không, không phải rồi. Nếu mà của anh Mão thì cái của anh Mão là chỗ này là kháng tất cả 5 năm. Ngọc bội kháng tất cả 5. Cái này chắc không phải của anh Mão rồi. Chắc là ông mua của ai đó thôi. Rồi anh em cùng xem sơ qua thì bên này là Hồng Mỹ nè, Hồng Mỹ đó, gia truyền kháng cả 20. Thì nhìn vào set đồ này thì như những video trước Khải đã soi anh em xem. Thì một set Hồng Mỹ á trung bình khoảng 15 20 triệu rồi, đúng không? Không nói đến rồi. Tùy vào là cái đồ min hay off thì không biết được, tại vì cái set Hồng Mỹ là mở ra hên xui random đó nè. Thì kèm theo gia truyền này nữa thì Khải nghĩ set Hồng Mỹ này nó nằm giá khoảng hơn 20 triệu nha nè. Set Hồng Mỹ này với gia truyền này hơn 20 triệu nha nè. Đó, kèm với con ngựa không đã 50 triệu rồi đó, anh em thấy chưa? Đường môn chất lượng chưa? Rồi, tiếp tục đến một món rất là đặc biệt, đó là kim quang. Từ đầu server anh ta đã sở hữu cái bao tay kim quang này rồi. Và bao tay này cũng là bao tay độc nhất server nha nè. Và bao tay này hồi đầu tiên ảnh đua top hoặc là ảnh mua của cái ông kia á. Khải nhớ không nhầm là ông mua của ông kia lại hơn 15 triệu nè, bao tay này hơn 15 triệu nè. Đó, ok, cảm ơn em cò luôn. Hơn 15 triệu nữa đi, bao tay này hơn 15 triệu nha. Đó, thì hiện tại đã hơn 65 triệu rồi. Những món đồ xanh này nè, mắt pin 25, 20, 14, thân pháp. Đó, rồi áo 40, 15, 40, sinh lực. Đai lưng 23, 20, 14. Trời ơi, đường môn quá đẹp luôn nè. Kèm như thế này là được 85 chậm cho nè. Đó, những món đồ xanh không. Đôi giày là quá pin luôn, 30, 15, 40. Hiện tại đang sở hữu mình là 80 chón. Đó, và 80 chậm. Và độ phòng thủ thì khá là cao anh em. Anh em thấy không? 23, 25, 25, 20, kháng cả 7. Trời ơi, set đồ này là chắc là Khải nghĩ là dương 75 rồi. Dương 75 nha anh em, chứ chưa được 75 cộng 1 đâu. Rồi, nói chung thì món đồ này, những món đồ xanh như thế này thì Khải thấy thì đắt nhất đó là cái đai lưng rồi anh em. Đai lưng, đai lưng Khải nghĩ chắc 5-7 triệu anh em. Rồi cái nó cũng vậy nè, nó này cũng hơn 5-7 triệu ấy. Cây vũ khí, tiếp tục cây vũ khí. Wow, một cây vũ khí quá tuyệt vời. 30, 37, 81. Trời ơi, cây vũ khí quá chất lượng. Không còn gì phải chơi luôn anh em ơi. Set đồ này quá tuyệt vời. Anh em thấy đúng không? Anh em thấy hay thì đừng quên cho một like chia sẻ cho cao thủ thiên hạ vô tình anh em ơi. Mặt đường môn quá hay. Quá tuyệt vời, đường môn quá đẹp luôn anh em. Trời ơi, cái nỏ này 30, 37, 81. Trời ơi, cái nỏ này trị giá chắc Khải nghĩ chắc 7 đến 8 triệu anh em. Theo hiện giá hiện tại Khải nghĩ 7 đến 8 triệu anh em. Wow, quá đẹp. Nếu mà mua mà gọi là chắc chơi có thể mua 10 triệu đó. Rồi, ok anh em xem video này thì đừng quên đỡ lại cho cao thủ thiên hạ vô tình đường môn lần này một like chia sẻ cũng như ủng hộ video Khải một like chia sẻ anh em ơi. Anh em cùng xem qua tổng quát một lần nữa này. Đây, anh em vừa chạy đây. Anh em, trời ơi cái nó quá đẹp luôn nè. Tổng hết set đồ này được rồi. 30, cái này 20, 50, 50 cái này 15 nữa 65. 65 với này tổng set đồ gần 80 triệu rồi nè. Hai món này cho 10 triệu hơn nữa đây, hơn 80 triệu rồi. Sẽ đồ này gần 90 triệu rồi nè. Hai con chỗ. Rồi, Khải xin tắt video. Anh em đừng quên cho một like chia sẻ ủng hộ video cao thủ này nha. Quá hay.